có nhiều bạn hiện tại, rất nhiều bạn vô comment và hỏi em là anh ơi, xe này mua về lỗi vặt phía ra trường. À đúng rồi, chính xác. Đúng không? Đúng rồi. Anh Huy công nhận điều này. Hello anh em, trở lại với kênh YouTube của Lát nha. Đây là cái clip thứ hai mà mình muốn tách nó ra, tại vì nó để nó dễ dàng hơn. Thì cái clip trước thì anh em thấy là mình vừa mới review con Riston 250. Đây này, mình giới thiệu với anh em, đây là Riston Moto Cafe Beer. Thì anh em vừa có thể đến tham quan, vừa đến uống bia cũng như sửa chữa xe này nọ luôn. Và cũng như tham quan, anh em cứ tự do và thoải mái đến, không có việc gì cả. Chủ quán cũng cực kỳ dễ thương luôn. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi dạo một vòng nha. Thì mình sẽ clip hôm nay mục đích nói là với khi mà anh em muốn mua xe về, khi mà anh em mua xe về á, mua mới á, thì mình sẽ cần làm những gì. Giới thiệu với anh em luôn, đây là bạn Tài, là nhân viên kinh doanh của quán. Sign ra, chào anh em đi. Đó. Đó. Đi vô đây. Mới đâu về à? Anh mới đi review con xe 250 ngồi đây nè. Tao mới ngồi đây nè. Tao mới chạy con 250 nè. Ok. Thì hiện tại thì cái kênh YouTube của anh là đang được các bạn trẻ đang rất là quan tâm về cái dòng hãng của xe Riston này. Thì như Diệp có Tài ở đây á, thì Tài có thể giới thiệu sơ cho anh về các dòng xe 150 mà hiện tại mà quán của mình đang có mà được nhiều người ưa chuộng nhất được không? Ok, cảm ơn Huy nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh và các bạn một cái mẫu xe. Đầu tiên đó là mẫu Rambler. Rất là đẹp. Hỏi nhà Tài, đây điểm phân biệt giữa con những cái con như mình biết á, là có Cafe Racer nè, có con Classic nè, với lại một dòng này thì bạn gọi nó là Scrambler, thì có cách nào để mà phân biệt được ba dòng này không? Thì cách phân biệt giữa ba dòng này rất là dễ nha các bạn nha. Cái thứ nhất, ba dòng này khác biệt nhau ở màu sơn, ghi đông, chụp đèn và bánh xe, cả bô xe nữa nha các bạn. Đây, bô xe này thì nó là bô chì. Đây, con Rambler này là bô chì nha các bạn nhé. Đây, nhìn cái bô này rất là cứng cáp. Đó, các bạn thấy chưa? Và khi Rambler nó còn một cái đặc trưng nữa là cái miếng cờ Anh ở đây. Đây các bạn. Đây, chỉ có Rambler nó mới có được cái miếng ốp của cái này thôi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thật ra là miếng ốp này nhiều bạn nói rất là vui. Cái miếng này thực chất cái tác dụng của nó ấy, không chỉ để đẹp đâu nha các bạn nha. Nó còn chống trượt khi mà đánh gấp. Ở trong ngoài hội hay dọc cái này là chống dập cái ấy đó, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp theo là con Classic. Con Classic đúng không? Đây, đây là con Classic. Bên Classic thì hiện tại là bên tất cả các đại lý đều có ba màu. Hiện tại bản 2019 thì bây giờ mình đang có một màu này là màu xanh dương, màu thứ hai đó là màu đen nhám. Phối đen bóng, con này thì hiện tại bên đây Tài đã độ lên thành con Rambler. Xin mời các bạn xem. Vậy thì mình hỏi thắc mắc một điều vậy nè Tài. Ví dụ mà trong trường hợp những con này á, mà mình thay đổi như từ ghi đông hay là vô đi kiểm định á, thì nó có bị vấn đề gì không? Thì bây giờ là Tài cũng xin phép là chia sẻ như thế này nhá. Nếu mà các bạn nào muốn độ như vậy cũng được. Thì cái thứ nhất, xe mình ví dụ như là màu đen, giấy tờ hải quan con này sẽ để màu đen. Nó chỉ quan trọng về màu sắc. Đúng rồi, chỉ quan trọng về màu sắc thôi. Còn các bạn có thể thay đổi tùy ý. Đó, như anh em thấy Tài vừa mới chia sẻ nha. Chứng tỏ điều này khi mà anh em đi kiểm định hoặc là đi đăng kiểm á, thì chỉ cần quan trọng nó nằm ở cái màu sơn xe thôi. Còn về kết cấu xe, mình không nói các bạn độ bô nha. Mình chỉ nói kết cấu xe là từ ghi đông nè. Những cái lon bô diên giống như vậy nè, thì các bạn có thể, thậm chí ngay cả cặp bánh cũng vậy, thì các bạn cũng có thể thay đổi được. Như vậy là khi mà các bạn mua về, các bạn tự do độ biến đổi con này, nó rất là linh hoạt. Và đây, xin mời các bạn ghé tham quan phòng service của mình nha. Đây, đây là một phòng service. Trước giờ mỗi khi mình độ xe, mình gắn về mình đây cũng là nơi để chăm sóc và bảo dưỡng cho con vợ yêu của mình. Đây là một con Cafe Racer. Tài có thể chia sẻ cho mình biết được là hiện tại trên con này mình đã độ được những gì được không? Sơ sơ thôi, chưa nói cục máy, cục máy gác nằm dưới đây rồi đó. Thì bây giờ là em sẽ giải đáp cho anh Huy nghe nha. Thì con này, đầu tiên em nó lên con ECU
Mini RC5. Cái đặc điểm của nó, cái hay của nó là mình có thể tự chỉnh được trên điện thoại. Nó có thể kết nối qua Bluetooth anh nha. Và con này đã được độ bô. Đó, đây. Cái bô em tháo ra rồi. À cái lon này y chang lon của mình luôn là đúng rồi. Y chang cái lon của anh luôn. Con này em đã lên kết nhớt nè. Tại sẽ không sợ cháy. Có nhiều bạn á là hỏi em á là bây giờ em mới tập chạy thì em không có biết báo số nó làm sao. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái đó là anh Huy công nhận là các bạn rất là thắc mắc về điều này đúng không? Đúng rồi, bản thân anh khi mà lần đầu tiên mà mua con xe này với cái việc đầu tiên anh làm đó chính là anh thay cái bóng số. Đúng rồi. Anh lên thêm cái bóng số chứ phải thay nữa. Tại vì con này đéo có bóng số. Thầy luôn. Tất cả các con này không có bóng số nha anh em. Thí dụ như mà các bạn muốn gắn báo số thì mình khuyên các bạn là có thể là lên hẳn ngôi cái đồng hồ khác luôn. Ồ. Là cái đồng hồ đó nó sẽ có hiển thị báo số nè, báo xăng nè, báo dòng tua, báo nhớt và báo đỏ vàng nha các bạn. Hiện tại mình có đồng hồ demo đó đây luôn. Thay vì mà anh em gắn báo số cho mình thì anh em thay cái đồng hồ mới nhìn vô cho nó hầm hố. À cái đồng hồ này sẽ hiển thị được cho anh em toàn bộ tất cả những thông tin chi tiết, báo xăng, báo số, đúng rồi. Nhìn nó sang hơn hẳn cái xe nhờ. Thì có bạn là được có một bạn gặp cái trường hợp này nè anh Huy, là bạn độ báo số rồi khi mà bạn đi mưa thì cái báo số nó bị chập điện. Ồ, rất là nguy hiểm. Và cái tác hại đó là dẫn đến là đi nguyên cái dàn đèn của xe. Ồ, cực kỳ nguy hiểm thì, luôn anh em. Cho nên là trước đây thì bên cửa hàng của Tài cũng có lắp một số cái đó cho khách, nhưng mà Tài lại đi dây luồn nha các bạn. Mình sẽ đi dây nẹp luôn. Đó là mình sẽ đi dây chống nước cho nó luôn. Nhưng mà sau khi gặp một cái số vấn đề đó thì có những khách người ta kêu là anh ơi em lắp chỗ kia nó bị như thế này, nó cho nó bị như thế kia. Cho nên là bên Tài đã tìm ra được cái đồng hồ này để thay thế luôn nha. Có nhiều bạn hiện tại, rất nhiều bạn vô comment và hỏi em là anh ơi xe này mua về lỗi bật phít ra trường. Đúng rồi, chính xác. Đúng không? Đúng. Anh Huy công nhận điều này có lỗi bạc. Con nào cũng có lỗi bạc đúng không em? Con nào cũng như con nào. Thực chất hãng đã fit hết rồi. Nhưng các bạn biết tiền nào của đó. Ở Việt Nam mình luôn luôn là phương châm là tiền nào của đó. Cho nên là lỗi bạc ở đây thì Tài cũng xin chia sẻ với các bạn là vậy. Khi mà các bạn mua về, tùy trường hợp thôi, có con gặp có con không gặp, là một cái số là bố thắng á, là kiểu như là người ta lắp bị lỗi. Cho nên là nó hơi cứng thì nó kêu. Đúng rồi, nó đúng rồi. Thì mình chỉ cần thay cái bố thắng thôi. Thực chất cái giá rất là rẻ các bạn ạ. Mình thay cái là hết liền. Đó, còn buji nhiều bạn kêu là anh ơi, cái buji zin của mình nó đánh lửa kém đúng không? Ok, Tài xin chia sẻ thật kém thiệt. Nhưng các bạn có thể thay một cái buji mới, chẳng hạn như là Iridium hoặc là NGK. Đánh lượt bao êm. Bao êm luôn các bạn ạ. Thì cái vấn đề đó đã được giải quyết nha. Đó, xong. Cái thứ hai là khi các bạn mua xe ở bên mình thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái gói cứu hộ xe máy. Đó, thực chất các bạn kêu là anh ơi tặng gói cứu hộ làm gì, nhưng mà khi mình tặng xong các bạn đi tour hay là các bạn đi phượt, các bạn đi chơi xa, các bạn về quê, khi các bạn trục trặc giữa đường, bể bánh xe hết xăng mà không tìm được chỗ đổ xăng thì có cứu hộ. Đúng rồi, cứu hộ sẽ support cho mình nha. Ok, vậy là nếu mà anh em có thắc mắc gì và cũng như là liên hệ về giá thì anh em cứ, mình sẽ để cái link ở bên dưới, đó là link của truy cập vào fanpage của bên của Christian Moto Cà Phê á, thì anh em cứ truy cập vào đó là anh em có thắc mắc gì về giá cả cũng như là muốn mua xe, hoặc ở đây là mình thí dụ anh ở xa đó, thì mình mua có bị có được không em, hay là anh phải bắt buộc phải tới đây luôn? Dạ vẫn được chứ anh. Thí dụ như anh ở xa mình có thể làm việc qua cái chế độ là online. Ví dụ như là anh em mình sẽ thống nhất giá cả. Rồi. Em sẽ quay clip, em video call cho anh để anh check xe. Ok, anh check số khung, số máy, anh check chất lượng xe qua online luôn. Okay. Và em sẽ ship xe từ Sài Gòn ra đó cho anh. Ồ, vậy là quá tiện luôn đúng không? Yeah, ok. Thì khi mà anh em muốn liên hệ với bên mình nhá, thì các anh em hãy lên cái địa chỉ ở link phía dưới. Okay. Hoặc
liên hệ qua số điện thoại 0888 3750. Đó là số hotline của bên mình các bạn nhé. Ok, rồi mình cảm ơn Tài hôm nay rất nhiều. Và Tài cũng đã chia sẻ cho anh em mình rất là nhiều kinh nghiệm trong việc đổ xe và cũng như là những cái lỗi mà anh em muốn lên, đúng không? Dạ, okay. Đúng rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi trên YouTube của Lát nha. Rồi, hẹn anh em trong những clip sau nha. Get your bride.